Tiếp theo, khán giả cùng theo dõi những tin tức thời sự trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, theo cục trồng trọt, vụ lúa đông xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Bắc do thời tiết tương đối thuận lợi, chi phí sản xuất giảm, nhiều nơi áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất cho nên năng suất, sản lượng và lợi nhuận tăng cao. Trung quanh vấn đề này, báo Nhân dân có bài viết: Lúa đông xuân được mùa được giá trồng trọt cho biết vụ đông xuân 2020-2021 ở các tỉnh phía Bắc có sự dịch chuyển tích cực về cơ cấu giống lúa. Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ lúa chất lượng cao nhất nhằm bảo đảm sản xuất vụ lúa hè thu, vụ mùa trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Các địa phương chủ động các giải pháp để vừa sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất, vừa bảo đảm an ninh lương thực, ổn định phát triển kinh tế xã hội. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù dịch Covid-19 diễn biến khó lường, nhưng các tư vấn nhà thầu vẫn làm việc không ngừng. Hiện dự án xây dựng tuyến metro số 1 đã đạt 85% khối lượng và dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã sẵn sàng để khởi công vào cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng. Đến thời điểm hiện tại, những khó khăn lớn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cơ bản đã được tháo gỡ, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến thủ tục và vốn việc cải thống chính trị cùng vào cuộc một cách tích cực để đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhằm sớm đưa dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương vào thi công được xem là chưa có tiền lệ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua. Thông tin trên báo lao động, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các doanh nghiệp xuất khẩu mở tờ khai hải quan ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải trả phí gấp đôi khi sử dụng kết cấu hạ tầng công trình cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin này thì nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã bức xúc và cho rằng trong những lúc khó khăn do dịch Covid-19 phải giảm thiểu các chi phí không cần thiết, thậm chí là cắt bỏ để doanh nghiệp có thể tồn tại. Theo ý kiến của một số chuyên gia, hiện nay khi dịch Covid-19 đang phức tạp thì việc cắt bỏ và giảm bớt các chi phí không cần thiết là điều nên làm. Đối với các doanh nghiệp vận tải, trước hết các khoản chi phí cố định, chi phí thường xuyên nên lùi lại, giảm hoặc xóa bớt cho ngành vận tải đỡ khó khăn. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân và những người đã được tiêm uh, sẽ được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng. Vậy giấy chứng nhận tiêm chủng này đã được sử dụng như một giấy thông hành để người dân tự do đi lại nội địa và xa hơn là có hộ chiếu vaccine hay chưa? Đây là câu hỏi của tác giả bài viết trên báo Tiền Phong. Tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, bày tỏ sự đồng thuận với ý tưởng xem chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 như giấy thông hành nội địa Đại diện lãnh đạo một số hãng hàng không nội địa cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với đề xuất nới lỏng hạn chế đi lại nội địa với người có giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19. Bởi việc có giấy thông hành nội địa là chứng nhận đã tiêm vaccine sẽ tăng nhu cầu đi lại, qua đó hỗ trợ vận tải, du lịch hiện nay gần như đang đóng băng do đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Theo thống kê của EVN, tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay đã có hàng trăm cuộc gọi phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực. Tổng đài ngành điện Điện lực Việt Nam yêu cầu khách hàng nộp tiền điện, dọa cắt điện, thậm chí là dọa gửi hồ sơ sang công an và yêu cầu chuyển tiền tới số tài khoản lạ. Vậy thực hư vấn đề này ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài viết trên báo thời này. EVN và các tổng công ty điện lực khẳng định tất cả các cuộc gọi đều là giả mạo. Khách hàng sử dụng điện cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt trong mọi trường hợp, khách hàng không cung cấp thông tin số tài khoản mật khẩu tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản